Xin chào tất cả mọi người nhé. Bên công ty mình vừa về một cái lô xe cân bằng đến 8,5 inch, rất là ok. Mình đây mình đập thùng nhé, các bạn xem hàng nguyên đai nguyên kiện, thùng đóng hàng rất là chắc chắn, 100% bằng nói đồng, và tặng cho các bạn là một bộ bảo hộ chân tay cho bé kèm một sạc pin. Đây nếu sẽ đập thùng của mình sẽ kiểm tra cho các bạn xem. Xe full chức năng nhé, các bạn có thể bật Bluetooth, kết nối điện thoại, bật nhạc luôn. Nhiều bạn bảo là xe cân bằng này dành cho trẻ em nhưng thực sự người lớn cũng vẫn chạy được. Đấy, tải trọng của nó tối đa là 120 kg, nhưng để sử dụng bền nhất các bạn chạy tải trọng dưới 60 cân cũng được nhé. Mình được 7-75 cân để chạy các loại đường quay